Nam mô Bụt Thầy giả. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thanh Ma trên mạng internet qua TikTok, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con nước Tây Ban Nha thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật, ngày 21 tháng 11 năm 2021. Phật lịch 2565. Môn học thánh pháp Abhidhamma. Chương 6. Bác yếu thương tập. Sammuccha Yat Sangaha bài 39. Bác yếu bất thiện. Akusala Sangaha về tứ lậu. Chattaro Asava tứ bậu. Chattaro Oka tứ phối. Chattaro Yoga tứ phượng. Chattaro Kanta và tứ thủ. Chattaro Upada. Do Thượng tọa Giác Tận biên soạn và Thượng tọa Tề Sư giảng giải, mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biểu cho với niềm tin biết hổ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Thế thủ lành thê chúng con thành kính chư ơn thượng tọa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con kính đại lễ và cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả. Nam mô Bụt Thầy giả. Kính đại thượng tọa Thầy sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, xuyên suốt trong thời gian qua, chúng ta học những phần đầu của giáo trình thắng Phật, thì chúng ta đã đi qua những chi pháp bằng cái cách vĩ mô. Tức là những pháp rất là tế nhị và đặc biệt. Sự vi tế này thậm chí đề cập đến trong từng sát na. Nhưng mà thưa quý vị, qua chương thương độc này thì chúng ta tìm thấy một sự kết nối giữa cái sự vi tế vĩ mô và đối với một cái chiều kích rộng lớn hơn, đặc biệt ở trong phần đầu của chương tương độc này, nói về những pháp bất thiện tương độc.
chúng ta sẽ thấy rằng ở tại đây đề cập đến một lĩnh vực rất rộng, rộng hơn cả kiếp con người của chúng ta, đó là tiến trình trầm luân sanh tử. Khi mình nói đến trầm luân sanh tử thì nhiều khi khó để chúng ta nhận ra rằng cái cội nguồn, cái nguyên nhân sâu xa đến từ cái phiền não. Và không phải phiền não nào cũng đóng một vai trò lớn để đủ mạnh dẫn đến cái lực đẩy của kiếp trầm luân. Và trong đó đặc biệt chúng ta sẽ nghe một số những cái phiền não mà có cái ảnh hưởng sâu xa này. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe bài học, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thư Tập Thầy Siêu giảng giải ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Để sau thưa quý thành thầy, chúng con thành kính tri ân thần tuệ giác đẳng. Bài học hôm nay chương 6 toát yếu từng tập. Tất muốn cho giá Sangha bài 39 toát yếu bất thiện Akusala Sangha về tứ lậu Chattaro và tứ độ Chattaro Ukha, tứ phối Chattaro Chuga, tứ phượng Chattaro Gantha và tứ thủ Chattaro Upadana. Phiền não là một đề tài lớn. Trong Thắng Pháp, không phải tất cả phiền não đều có tác động giống nhau, mặc dù có thể được liệt kê cùng nhóm, cùng loại. Nhưng liệt kê trong bài học này đặc biệt liên tục, liên hệ đến lực đẩy của luân hồi sanh tử. Sự tái tục của vòng luân hồi không đơn giản là sự đưa đẩy tình cờ mà được tiếp diễn bởi những phiền não mang ảnh hưởng rộng lớn, mà đôi khi với một người thực tỉnh táo cũng không nhận ra. Những trùng lập trong bài này cho thấy một khía cạnh thú vị khác của điều pháp và chi pháp. Có 72 pháp thực tính gọi là pháp tương tập, đó là tâm, 52 tưởng, 18 sắc thành tựu và niết bàn. 121 tâm chỉ là một trạng thái biết cảnh nên kể là một pháp. 52 tâm sở là 52 trạng thái khác nhau tương ưng tâm nên kể là 52 pháp. 28 sắc pháp, trong đó 18 sắc thành Nibbana Rupa là chính thức được tạo thành bởi bốn nhân nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực, nên chỉ kể là 18 pháp. Niết bàn là trạng thái tuyệt tịnh nên kể là một pháp. Toát yếu tương tập là gom lại những pháp có đặc tính tương đồng. Tương tập Samuchaya có ba lì chủ giải Saha Uchiyante Etatit. Samuchayu chứa đựng tính tương đồng gọi là tương tập. Sampitetua Uchiyante Etatit. Samuchayu tập hợp điểm tự trung gọi là tương tập. Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn gom thành 27 sắc pháp tương tập. Phương ra có 4 nhóm. A. Toát yếu bất thiện Akusala Sangaha. B. Toát yếu hỗn hợp Visakha Sangaha. C. Toát yếu giác phần Uthi Pakkiya Sangaha. D. Toát yếu hàm tận Sabba Sangaha. A. Toát yếu bất thiện Akusala Sangaha. Tập hợp những pháp có tính chất không tốt gọi là toát yếu bất thiện. Có 9 pháp như sau: 1. Tứ lậu Chattaro Asava. 2. Tứ bậu Chattaro Ukha. 3. Tứ phối Chattaro Yoga. 4. Tứ phượng Chattaro Gantha. 5. Tứ thủ Chattaro Upadana. 6. Lục cái Cha Nivara Nani. 7. Thức niềm niên Satta Anusaya. 8. Thập triền Dasa Samyojana. 9. Thập phiền não Dasa Kilesa. Giải thích
Một thứ lậu, Chattaro Asava, lậu hay lậu hoặc. Asava là tẩm ngâm vân vân, như cây ngâm trong nước lâu ngày. Chúng sanh bị tẩm bởi tham, tà kiến, si mê, nên bị biến chất, bị chìm đẫm trong luân hồi. Có bốn lậu, một dục lậu. Kamasavo là sự ham muốn các dục lạc, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Chi pháp là tham tâm sở. Hai, phụ lậu. Pavasavo là sự tham thích trong sắc hữu và vô sắc hữu, hoặc ham muốn sự tái sanh ba cõi. Chi pháp cũng là tâm sở tham. Ba, kiến lậu. Vitha Savo và chấp tà kiến sai lạc, thượng kiến, đoàn kiến. Chi pháp là tâm sở tà kiến. Bốn, vô minh lậu. Avijja Savo là si mê, ngu muội, không hiểu chân lý. Chi pháp là tâm sở si. Hai, tứ bọc. Chattaro Akha, bọc hay bọc luôn. Akha là những dòng chảy xiết, lù lụt vân vân. Tham tà kiến si mê là những dòng lù cuốn trôi chúng sanh và nhận chìm trong biển hồ luân hồi. Có bốn bậc luôn, một dục bậc. Kamako, sự tham đắm các dục. Chi pháp là tâm sở tham. Hai, hồ bậc. Pháp vô hồ, hồ, sự tham muốn trong sắc hữu và vô sắc hữu, hoặc tham muốn tái sanh ba cõi. Chi pháp cũng là tâm sở tham. Ba, kiến bậc. Bhikkhu, sự chấp tà khiến sai lạc, thường kiến và đoạn kiến. Chi pháp là tâm sở tà kiến. Bốn, vô minh bậc. Avijja, sự si mê, ngu muội, không hiểu chân lý. Chi pháp là tâm sở si. Ba, tứ phối. Chattaro Yoga, phối yoga, còn gọi là kiết ác, là thứ làm cho chúng sanh bị dính mắc vào bánh xe luân hồi, cũng như con trâu hay bò bị mang cái ấp để kéo chiếc xe vậy. Có bốn phối, một dục giới. Khamma yoga, yoga, sự tham đắm dục lạc mù trường như cái ấp. Chi pháp là tâm sở tham. Hai, hữu phối. Pappa yoga, sự muốn trong sắc hữu và vô sắc hữu, hoặc tham muốn tánh sanh cõi. Chi pháp cũng là tâm sở tham. Ba, kiến phối. Tiết thị yoga, sự chấp tà kiến sai lạc, thường kiến và đoạn kiến. Cụ dịch là kiến ách tà kiến như cái ách kết bù chúng sanh. Chi pháp là tâm sở tà kiến. Bốn, vô minh phối hay vô minh ách. Avijja yoga, sự si mê ngu muội, không hiểu chân lý, vô minh, như cái ách bù chúng sanh vào bến xe luân hồi. Chi pháp là tâm sở si. Tứ lậu, tứ bọc, tứ phối, có điều pháp và chi pháp giống nhau, chỉ khác tên gọi thôi. Có bốn điều pháp là dục, phụ, kiến và vô minh. Có ba chi pháp là tâm sở tham, dục lậu, ngũ lậu, vân vân. Tâm sở tà kiến, kiến lậu, vân vân. Tâm sở si, vô minh lậu, vân vân. Bốn, tứ phượng. Chattaro Gantha, phượng Gantha là cuộc trói. Nói đổi là thân phượng. Cái giá gần thác, thân cái giá, gồm có danh thân, nam ác cái giá, và sắc thân, trú bác cái giá. Thân phượt là sự trói chặt thân danh sắc. Chúng sanh khi vướng vào ác pháp này rồi, sẽ làm cho thân tâm bị cột trói, phải gỡ ra. Có bốn thân phượt. Một, hãy luyến thân phượt. Avijjaka, giá thành thuộc. Sự say đắm dục lạc ngộ trận làm cho thân tâm bị trói chặt. Chi pháp này là tham sở tham. Hai, sân oán thân thượng. Papada khaya cảnh thù, sự thù hận ban trái làm cho thân tâm bị trói chặt. Chi pháp này là tham sở sân. Ba, giới chấp thân thượng. Silapata paramasa khaya cảnh thù, sự chấp trì hành tu cực đoan làm cho thân tâm bị trói chặt.
Chí pháp này là tâm sở tà kiến. 4. Từ thực chấp thân trực, thân phượng, ý đăng sát trà, ý niệm về sát, cây giác cảnh tổ. Sự cố chấp nghĩ rằng chỉ đây là đúng, người khác nói là sai, làm cho thân tâm bị trói chặt. Chí pháp này là tâm sở tà kiến. 5. Tứ thủ. Chất ta rô, hú hà đà nạ, thủ, hú hà đà nạ. Là nắm giữ chấp thủ, bảo thủ, của bốn chấp thủ. 1. Chụp thủ. Cầm mụ, ta đà nạ. Xây đắm dục lạc ngụ trần, rồi ôm ấp. Đam mê lạc ấy, chi pháp dục thủ là tâm sở tham. 2. Kiến thủ, thích thủ và đà nạ. Chấp giữ quan điểm sai lầm, như thường kiến, đoạn kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, phù hộ kiến, vân vân. Chi pháp kiến thủ là tâm sở tà kiến. 3. Giới cấm thủ. Silapatut Padanam. Chấp giữ những giới điều vô ích sai lạc mà nghĩ là đúng. Chi pháp giới cấm thủ cũng là tâm sở tà kiến. 4. Ngã luận thủ. Atavadut Padanam. Chấp giữ quan điểm về bản ngã đối với ngũ uẩn, cho rằng sắc thọ tưởng hành thức là ngã, thấy ngã là sắc thọ tưởng hành thức. Chi pháp ngã luận thủ cũng là tâm sở tà kiến. Trước 38 toát yếu trung tập các mối cho giá sangaha tổng quan. Bài học tiếp theo, bài 30 toát yếu bất thiện akusala sangaha tiếp theo. Bài lục cái chani rana vani và thức tiệm miên tất tá Dạ. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh tự tọa tại sư từ đứng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ tam bảo Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính chào thượng tọa Giác Trạng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Ốc Tân cùng chư tôn đức cùng rùm tăng chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào với phần toát yếu bất thiện. Trong phần toát yếu bất thiện, chúng ta có 9 cái đề pháp, nhưng mà chúng ta chỉ học có 5 đề thôi. Tức là tư lộ, tư bộc, tư phối, tư phượng, tư thủ. Thực ra thì với cái thời gian học của chúng ta, một tiếng rưỡi đồng hồ, thì chúng ta học hết 9 cái đề pháp thì cũng được. Bởi vì sao? Chúng ta có cách học là bài soạn thì chúng ta đã có định nghĩa xong. Bây giờ chúng ta học theo cái cách khác là lấy chi pháp tìm cái điều pháp. Thế thì chúng ta sẽ học nhanh thôi thưa quý vị. Trong 9 phần này thực ra thì chỉ có nằm vỏn vẹn ở trong 12, ở trong 14 cái tâm sở bất thiện, 4 tâm sở bất thiện. Cho nên giải cũng nhanh chứ không có chậm. Nhưng mà vì sợ các tử chúng ta than thở
là nhiều quá cho nên học không có nhớ, cho nên chúng tôi quyết định cho có 5 phần. Nhưng mà thú thật quý vị, 5 cái đề pháp này, mặc dù năm 420 nó có 20 cái điều pháp, nhưng mà trên thực tế nó chỉ có 4 chi pháp. Chút xíu chúng tôi sẽ liệt kê để trình bày cho quý vị. Thì trước hết là chúng ta so sánh giữa cái từ ngữ tạng kinh và thắng pháp, kinh tạng và thắng pháp tạng. Như khi chúng ta nói đến tứ lậu chattaro asava mà chúng ta đọc trong kinh tạng thì chúng ta nghe nói đến chữ asava là lậu hoặc, các cái lậu hoặc, thì cái từ đó đối với chúng ta nó cũng không phải là xa lạ. Ở trong kinh tạng cái chữ ô khá, ngài bên trong ngài hòa thượng bên trong ngài dịch là bộc lưu. Ở đây chúng ta gọi ngắn gọn là bộc. Tướng bộc. Còn cái chữ vô ngã trong kinh tạng thì chúng ta xài có nghĩa là ách phược, bốn ách phược. Ở đây thì chúng ta xài theo cách của ngài Tịnh Sự ngài dịch là tứ phốn. Vì cái chữ vô giá đó nó bắt nguồn từ cái chữ vô chá, mà chữ vô chá mà chúng ta ghép cái tiếp đầu ngữ là sanh với chữ bát thì chúng ta có cái chữ samyutta là tương ưng, là cái sự phối hợp với nhau, hoặc là vipayutta hay là sampayoga vipayoga, tương ưng bất tương ưng. Cho nên cái chữ yoga ở đây đó thì chúng ta xài chữ tứ phốn. Hôm thứ năm chúng tôi có so sánh cho quý vị nghe về phối, phược và triền. Chữ yoga, gần tháp và sang vô chân nát, nó có ý nghĩa nặng nhẹ khác nhau thế nào? Thì chữ gần tháp là chữ phượng ở đây đó. Thật ra trong kinh tạng ít có nói đến cái chữ bốn cái gành thác, bốn cái phược. Mặc dù chúng ta đọc ở trong kinh thỉnh thoảng chúng ta có gặp cái chữ ách phược vân vân, nhưng mà ách phược hay triền phược nghĩa là chúng ta xài ách phược chữ yoga, ngài cũng dịch là chữ phược, chỉ có thêm chữ ách thôi. Còn chữ sang vô cho ná ngày dịch là triền phược, ngày thêm chữ triền thôi, còn bao nhiêu là chữ phược hết. Nhưng thực ra thì chữ gần thác th á, quý vị nhớ chữ gần thác, chữ dh á, tức là cái mùi cảnh khí
nó khác. Còn cái này TH thì chữ ganh thát này nó có nghĩa là, nó kể là phượt, là trối. Chúng ta vừa tứ phượt rồi tứ thủ, ở trong tạng kinh thì cũng gọi là tứ thủ upadana, và trong tam pháp gọi là tứ thủ. Những cái phiền não này đó, ở trong cuộc sống của chúng ta nó chi phối mà chúng ta không có hay biết. Chúng ta cứ ngỡ rằng khi mà tâm của mình được an lạc, đời sống của mình được phúc, mình vui vẻ với mọi người như vậy là xem như là chúng ta sống không có bị phiền não rồi. Nhưng mà trong Phật học thì khi nào mà chúng ta chưa có đoạn trừ được phiền não, chưa trở thành bậc thánh, thì khi đó chúng ta luôn luôn vẫn có những cái pháp bất thiện nó hiện khởi từ sáng cho đến chiều. Và những cái phiền não này nó chi phối ảnh hưởng đến cái sự tái sanh trong tương lai. Mình không có lường trước được. Cũng giống như trong cái thời gian dịch bệnh Covid nó hiện khởi trên thế giới, nó hoành hành trên thế giới. Nhiều khi chúng ta không biết, thưa quý vị, không biết là mình bị lây lan từ đâu. Mình vẫn ở trong nhà, mình vẫn mang khẩu trang, nhưng mà đến được khi đi test đó, thì chúng ta bị dương tính với Covid. Lúc đó chúng ta không biết là mình bị lây lan từ cái nguồn nào, mình đâu có tiếp xúc với ai, hoặc là mình đâu có đi đến cái chỗ hội hè vân vân. Nhưng mà bị vẫn bị, cũng như phàm phu chúng ta vậy. Bình thường chúng ta thấy rằng mình vẫn vui vẻ, cởi mở với mọi người, đời sống của mình vẫn có đầy đủ về vật chất, đâu có cái gì mà gọi là phiền não. Nhưng mà tại sao cái sự khổ nó vẫn phát sinh hoài như vậy? Và khi mà chúng ta mệnh chung, chúng ta phải tái sanh vào những cảnh giới khổ đau, hoặc là phải dông rủi luân hồi vô tận, không có điểm kết thúc. Tất cả những cái đó là do nơi những cái thứ phiền não này mà được mệnh danh bằng nhiều cái danh từ khác khác nhau. Ở đây chúng ta nói đến lậu hoặc, cũng là tham si tà kiến. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tham, dục lậu, hữu lậu, tà kiến là kiến lậu và si là vô minh lậu. Còn khi mà chúng ta nói đến cũng với bốn cái điều đó và ba cái chi pháp đó,
Nhưng mà chúng ta nói ở một khía cạnh, một ý nghĩa khác thì dục, hữu, kiến, vô minh này được gọi là tứ bộc lưu. Rồi cũng bốn cái điều pháp đó với ba cái chi pháp tham si và tà kiến, nhưng mà nói ở ý nghĩa khác thì chúng ta gọi nó là tứ phối chaturu yoga. Như vậy dọc lậu là gì, bọc là gì, phối là gì? Thưa quý vị, cái tiếng Asawa mà Hán dịch gọi là lậu, có nghĩa là lọt. Khi mà người ta ngâm tẩm thí dụ như người ta làm nước mắm, người ta đổ những hàng tấn cá vào ở trong một cái bồn thật to, cứ lớp cá lớp muối lớp cá lớp muối vậy, người ta đậy kín đậu lại, rồi nó nhỏ giọt ra gọi là nước mắm nhĩ. Thì cái hình thức đó cũng gọi là lậu. Hoặc người ta làm rượu đế, người ta ngâm để cho nó thấm ra rồi nhỏ giọt, thì như vậy chúng ta cũng gọi là lậu. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu có thí dụ như thế này, như một khúc gỗ, nếu người ta đốn cây rồi người ta đem để trên bờ lâu ngày nó sẽ khô cái mũ mũ da cây, nó làm cho cái thân cây nó bị chết, bị khô nước, và nó sẽ có thể là bị mọt mối hay bị mục. Cho nên khi mà người ta mới đốn cây về đó, chưa có xài liền, thì người ta đem người ta ngâm ở dưới sông, ở dưới bãi, ở dưới mé bờ ao hay bờ sông, cây nó được ngâm ở dưới nước lâu ngày nó thấm rịn, nó thẩm thấu ở bên trong, nó sẫm nước, cái đó chúng ta gọi là lậu aswa. Với những cái thí dụ mà các bậc tiền bối đưa ra để cho thấy rằng chúng sanh mà bị ngâm chìm ở trong cái bể khổ trầm luân, đó là do cái pháp lậu hoặc. Ở đây đã có bốn là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu cũng là tham, cũng là tâm sở tham cả. Nhưng mà muốn dục lạc cũng trần, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chìm đắm ở trong dục trần, thì như vậy gọi là dục lậu. Có những chúng sinh có thể bỏ được ngũ trần, nhưng mà người này lại chìm đắm ở trong
cái sự ham muốn về hữu, tức là ham muốn cái sự tái sanh, hoặc là thích thú trong cái thiền lạc, gọi là tha nó đi cần thiết. Khi mà đắc chứng được thiền một cái trạng thái yên bình, nhẹ nhàng, thì vì không có trí tuệ để thẩm sát được tánh thọ đó là vô thường, khổ và vô ngã, cho nên chìm đắm ở trong đó, thích thú trong đó, thì cái này gọi là hữu lậu, hay là ham muốn trong cái sự tái sanh cũng gọi là hữu lậu. Chúng sanh bị tham ở hai khía cạnh đó, anh nhận chìm ở trong cái bể khổ trầm luân. Đức Phật hay dạy rằng là khi cây bị đốn nhưng mà gốc rễ chưa được bấn đi thì nó vẫn còn phát triển, cũng vậy khi nào mãi chưa đoạn tận gốc thì khổ này vẫn sanh hoài. Còn cái lậu hoặc thứ ba đó gọi là kiến lậu, cái tư tưởng của chúng sanh chấp sai hiểu lầm, rơi vào cái thường kiến hay là đoạn kiến. Cái sự chấp sai hiểu lầm đó nó cũng là một cái pháp lậu hoặc nhận chìm chúng sanh trong cái bể khổ trầm luân. Chúng ta đừng nghĩ rằng một người tinh có một cái linh hồn đi đầu thai ở sau thì người đó mới bị luân hồi, còn cái người mà họ cho rằng chết là hết, họ không có luân hồi, không phải như vậy. Dù thường kiến hay là đoạn kiến, nhưng mà cái đó là cái pháp tài kiến. Cái chuyện mà chấp sai hiểu lầm đó thì nó có cái khuyết điểm trên phương diện tri kiến. Còn về cái luật sanh tử, quy luật sanh tử luân hồi thì vẫn, dù cho người thường kiến hay đoạn kiến hay là người có chánh kiến, thể còn phàm phu sau khi mệnh chung phải đều bị tái sanh trong cảnh khổ trầm luân. Nhưng mà đối với cái người có chánh kiến, hiểu biết đúng, thì sau khi mệnh chung họ sẽ hướng tới một cái cảnh giới sanh an lạc. Còn người có tà kiến, này các tỳ kheo, cảnh giới địa ngục và bàn sanh, ta nói chờ đợi cho người có tà kiến. Cho nên tà kiến nó cũng nhận chìm chúng sanh trong cái đổ khổ trầm luân, còn dữ dằn lắm thưa quý vị, sẽ đi đến cõi khổ. Và cái pháp lậu thứ tư gọi là vô minh lậu, cái vô minh lậu ở đây, chữ vô minh avijja tức là si mê, cái sự tâm tối, cái sự không hiểu biết theo chân lý, không thấy không biết được chân lý. Cái gì là chân lý? Chân lý vì sự khổ, chân lý vì nhân sanh khổ, chân lý vì sự diệt khổ, chân lý vì con đường đưa đến sự diệt khổ,
chúng sanh mà không có hiểu biết được bốn cái chân lý đó gọi là bị vô minh, gọi là vô minh chi phối. Lại nữa, quẩn xứ giới xảy ra trong thời quá khứ như thế nào cũng không biết, mình đã liên đới với hiện tại và hiện tại liên đới với tương lai, không biết rõ, thì cái đó cũng là vô minh. Mỗi pháp hữu vi đều là vô thường, mà thấy là thường. Mỗi pháp hữu vi là khổ, cái gì vô thường là khổ, mà thấy là lạc, thì cái đó cũng là vô minh. Các pháp hữu vi, cái gì vô thường, khổ, không theo cái sự sắp đặt thì đó là vô ngã, mà cho rằng là hữu ngã cũng là vô minh. Cái sự sanh tử luân hồi này nó không có đẹp, các cái khổ sống không có đẹp, thân ngũ uẩn này nó không có tốt, nó không có tịnh mà chấp là tịnh, bất tịnh mà cho là tịnh, bất mỹ cho là mỹ, thì như vậy đó là vô minh. Cho nên cái sự chấp sai, hiểu lầm, thường kiến và đoạn kiến thì cái đó gọi là kiến lậu. Nhưng mà cái sự si ám, mê muội, không thấy rõ được chân lý thì cái đó gọi là vô minh. Như vậy thì tham, tà kiến và si, tức là dục, hữu, kiến, tà kiến và vô minh, bốn cái pháp đó đó, nếu nói trên phương diện nó ngâm tẩm chúng sanh chìm trong cái bể khổ trầm luân thì như vậy gọi là lậu. Nhưng cũng với bốn pháp này, mà nếu là những cái dòng nước lũ cuốn trôi chúng sanh giống như là nước lũ mà nó cuốn nhà cửa súc vật cây cỏ trôi ra biển cả gì đó, thì cái dòng nước lũ ô khát chúng ta gọi là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Lấy ở cái nghĩa là bốn dòng nước lũ. Khi mà chúng ta học tư bộ kinh ở những cái bài đầu là chúng ta đã có nói đến cái vấn đề mà vượt bộc lưu rồi, bốn bộc lưu rồi. Cũng là dục hữu, dục hữu tà kiến vô minh, nhưng mà nói ở khía cạnh là nó kết buộc, nó phối hợp vào bánh xe sanh tử luân hồi, thì cái đó chúng ta gọi là Chattaro Yoga, là tứ phối hay là tứ kết. Những cái chi pháp này đó, những cái đề pháp này đó, chúng ta xem lại trong kinh Tạng, cái bài kinh Sanghiti Sutta, bài kinh Sanghiti Sutta, thì chúng ta tức là bài kinh mà tôn giả Sariputta ngài thuyết, ngài tổng kết lại tất cả giáo lý của Đức Phật, thì ở trong đó lậu bột phối phược đều có hết. Chúng ta gọi Sanghiti Sutta là kinh phúng tụng, bài kinh phúng tụng, bài kinh như số 30,
Còn bài kinh Đa Sút Ta Rắc, kinh Thập Thượng thì số 31 của Trường Bộ Kinh. Nhưng mà bài kinh số 30, cái bài kinh Phúc Tụng thì Ngài liệt kê những cái chi pháp từ 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi mà không có theo cái thể loại. Còn Đa Sút Ta Rắc, kinh Thập Thượng thì Ngài theo cái thể loại 1 pháp, 2 pháp, 3 pháp, 4 pháp, 5 pháp, 6 pháp, 7 pháp, 8 pháp, 9 pháp, 10 pháp đa tác dụng. Rồi 10 pháp cần phải tu tập, 10 pháp cần phải được đoạn trừ, vân vân. Cái đó từ ngày Sariputta này ngày thuyết nó khác nhau gì. Nhưng mà lậu bột phối phược thì chúng ta muốn tìm xem cái chi pháp đó ở trong kinh tạng thì chúng ta xem ở trong cái bài kinh Phúc Tụng. Và thứ gì như vậy thì 12 cái điều pháp đầu, ba cái đề pháp là lậu, bộc và phối, chúng ta có điều pháp giống nhau và chi pháp cũng giống nhau, ở ý nghĩa như thế đó. Còn bây giờ chúng ta nói đến cái đề pháp thứ tư đó, gọi là phược, chữ gành thác như chúng tôi đã có lần trình bày với quý vị. Về cái thí dụ con trâu hay con bò mà người ta mắc, người ta cột cái ách vào cổ con trâu hay con bò để giữ cho nó, giờ nó kéo cài, kéo bừa, kéo trục hay kéo cổ, thì con trâu hay con bò đi đâu cũng phải có cái ách ở trên cổ, nó không có được tự do, nó rất là mệt mỏi. Thì cái đó giống như là tứ phối yoga. Còn khi mà hết giờ làm việc rồi đó, hết việc đồng án, buổi trưa người ta sợ, một là sợ nó đi lang thang, nó phá rẫy, phá vườn của người, của hàng xóm, cho nên người ta mới cột làm ở mũi của nó. Người ta cột một sợi dây dài, cột như ở một cái cây, gốc cây, để cho đi quanh quẩn gốc cây, không có cho đi xa hơn nữa. Thì như vậy giống như là triền, giống như là kiết sử, kiết sự gì buộc. Còn khi nó đến phượng thì cũng giống như con bò mà người ta trói hai chân trước, trói hai chân sau, cho nó không có thể nào mà nó câu cửa hay là nó dùng dãy được, gọi là trói, chúng ta gọi là phượng. Mặc dù nếu mà xét về cái tầm quan trọng nguyên lâu dài thì chúng ta nói là lậu bột phối, nhưng mà nói về cái sự khổ đau đem đến sự khổ đau nhất thời đó là phược. Cho nên cái danh từ mà dùng cái chữ Apicca Kaya Ganthas ở đây
lúc trước thì dịch là tham ái tham ác thân phượng, tham ác thân phượng. Nhưng mà chúng ta xài chữ tham ác thân phượng, chúng ta gọi là thân khác hơn cái chữ lột phá hay chữ tanh ha bình thường. Một người mà họ, thí dụ như anh chàng đó, anh đem lòng thương yêu một cái cô gái đó, lúc ban đầu là anh thích, anh có thiện cảm, có tình cảm, cái đó là tanh ha là ái thôi. Rồi ái duyên cho thủ, cái dục thủ đó là bắt đầu anh nghĩ đến cái chuyện là cái cô nàng này là của ta, phải là của ta chứ không, không được quyền đi đến mà dạm hỏi cưới xin gì hết. Người ta bắt đầu thương mà thương ích kỷ lên thì gọi là thủ, dục thủ. Nhưng mà hồi cái lúc yêu mà chưa có lấy được đó, thì khi mà xa nhau, vắng nhau, rồi nhớ nhau, rồi sanh ra bệnh tưng tưng, nó làm cho thân và tâm của người đó nóng bức, đau khổ, thì cái đó gọi là tham ái thân phượng. Nghĩa là lúc bây giờ thân tâm bị trói, cũng giống như trong cái câu chuyện mà cái anh chàng Trương Chi với Mỹ Đương vậy đó. Lúc Mỹ Đương nghe sáo ở trên sông, hàng đêm nàng từng sanh ra bệnh ốm yếu, thấy mặt thì nàng mới bắt đầu giúp bệnh tương tư đó. Mà bây giờ tới phiên Trương Chi thì bắt đầu bị tương tư khi mà thấy mặt nàng Mỹ Nương. Khi mà chúng có cái sự yêu thương nhau đó, đến cái lúc mà quá yêu, quá thương, thì bắt đầu thân tâm nó bị héo xào, nó bị ràng buộc, bị trói buộc. Cái đó là tham ái thân thuộc. Mặc dù nó chi pháp cũng là sở tham. Còn cái sân quán thân phượng đó, thưa quý vị, chính cái sự thù hận, cái quan trái, sự thù hận quan trái đó, nó làm cho thân tâm của người cột quan trái, họ ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi khi mà nhớ đến kẻ thù. Hồi xưa người ta có những cái mối thù mà gọi là bất cộng đái thiên, là không đội trời chung. Và một năm, năm, mười năm sau họ vẫn còn thù oán, mối thù truyền kiếp. Tất cả những cái thứ đó, những cái cả đều, nó đều là thân phượng. Thân phượng ở đây đó là chúng ta hiểu là thân danh và thân,
rupakaya. Cho nên gọi cho đủ cái pháp này đó, thì chúng ta gọi là kaya ganh thác, thân phượng, chứ không phải chỉ đơn giản là chattaro ganh tha thôi. Cho nên cái đề pháp thì chattaro ganh tha, nhưng mà khi mà chúng ta chi pháp thì aphicha kaya ganh thủ, vya kaya ganh thủ, vâng vâng. Rồi một cái thân phược thứ ba đó, tức là giới cấm thân phược. Cái chữ giới cấm ở đây Selapata, Paramasat kaya gan thù, giới chấp thân phược. Khi mà một người mà họ rơi vào tà kiến, họ chấp theo những cái nghi lễ cực đoan, nghi thức cực đoan, thân tâm của họ nó bị trói buộc. Một cái chuyện đơn giản thôi, thí dụ như một người đó họ có cái mê tín, họ tin vào cái ngày giờ hên xui tốt xấu, cái đó nó sẽ ràng buộc thân tâm của họ. Hôm nào mùng năm 14, 23 ngày tam nương đó, mà họ có việc phải đi ra đường thì tâm họ hồi hộp, lúc nào họ cũng bị ám ảnh bởi vì cái nghĩa xui mà đi ra đường. Cho nên khi họ bị ám ảnh như vậy, họ không có cẩn trọng được, thế là gặp tai nạn. Rồi khi xảy ra tai nạn, họ nói tại hôm nay mình đi ngày tạm nương, cho nên nó bị tai họa gì. Hoặc là có người họ nghĩ đến, họ tin tưởng vào cái mỗi một năm ở cái tuổi mình nó có những cái sao hạn, mà năm nào mà gặp cái sao hạn xấu, sao La Hầu hay sao Thế Bạch gì đó, cái bắt đầu tâm tư của họ không được thoải mái, lúc nào họ cũng bị ám ảnh. Mà một người mà để cho bị ám ảnh như vậy đó, lo sợ không có duyên cớ, thì cái đó gọi là bị trói buộc, thân tâm trói buộc, gọi là thân phược. Cái đó là giới cấm, giới chấp thân phược. Hoặc là có những người mà họ chấp theo cái nghi thức, cái nghi lễ, khi họ làm cái việc đó, nếu mà không làm đúng cái nghi lễ đó, không làm đúng cái nghi thức như vậy, thì tự nhiên họ cảm thấy khó chịu, bực bội, thì cái đó cũng là một cái bởi giới cấm thân phượng. Nhưng mà cái thân phượt thứ tư, cái điều này nó rất là khó chịu, nó cũng khó chịu lắm, là thử thực chấp thực. Idam saccha phinigwe sat kaya gandha. Người mà có cái định kiến chỉ cho rằng đây là đúng, còn ngoài ra thì là sai hết,
cái đó cũng là một cái thân phượng. Người đó không bao giờ có cái sự mở, cởi mở, có cái sự tiến bộ được, bởi vì lúc nào cũng cho rằng là đúng. Mình nói ra cái gì thì cũng là đúng, còn người khác nói cái gì mình không có chịu nghe theo, mình không có chịu dùng trí tuệ để phân tích xem coi người ta nói cái điều đó có đúng hay không. Họ không biết rằng là ở đời này mình giỏi có người giỏi hơn, những điều mình nói có đôi khi cũng sai, người ta nói có đôi khi cũng đúng, nhưng mà tại vì người này bị cái thử thực chất thân phượng cho nên không bao giờ người này chấp nhận người khác là đúng, chỉ cho rằng chỉ mình là đúng thôi. Cái này nó cũng là cái sự ràng buộc thân tộc, cho nên cái đó nó cũng là một cái sự trói buộc thân tâm. Như vậy thì trong tứ phượng hay tứ thân phượng thì ở đây chúng ta có ba cái chi pháp. Tham ái thân phượng thì nó thuộc chi pháp là tham. Sân hóa thân phượng thì nó thuộc về sân. Còn giới cấm, giới chấp thân phượng hay là thử thực chấp phượng thì cái đó thuộc tà kiến. Ba chi pháp đó thôi. Hồi nãy đến giờ chúng ta chưa có đi ra khỏi những cái chi pháp bất thị này, vì lập vòng ở trong bốn chi pháp. Bây giờ chúng ta nói đến pháp thủ Upadana. Tứ thủ Upadana tức là cái sự chấp chặt cái sự bảo thủ, cái sự ôm ấp. Có lần chúng tôi cũng có nghe khi mà thượng tọa Giáo Đẳng kể lại cái câu chuyện mà những con khỉ người ta dùng cái dừa, người ta khoét cái lỗ nó vừa cái tay mà con khỉ mà nó cung lại, nó cung dài ra vậy đó, cái nó thò vô trỏng để nó hốt đậu phộng. Và khi nó nắm được thì nó cái bàn tay nắm của nó bung ra, nó không phải thu nữa mà nó bung ra. Khi mà dân chúng họ reo hò rượt đuổi thì thay vì nó bỏ đi, đừng có liên tiếp, đừng có chấp thủ chi, đừng có cầm đắm chi mấy cái hạt đậu đó, thì nó sẽ thoải mái để mà nó chạy trốn được rồi, thoát thân được rồi. Không, nó cứ một mặt thì sợ bị bắt với gì chạy, nhưng một mặt thì hai tay nó thì nó cứ nắm giữ khư mấy cái hạt đậu ở trong tay nó, do đó nó không thể chạy xa được, bị vướng bận, thế là bị người ta bắt hết. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng chúng sanh có cái pháp chấp thủ. Một là Kamudapadana, tức là họ chấp thủ theo dục lạc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Khi mà chúng ta nói đến ái duyên gia thủ thì chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng tại sao ái cũng là chi pháp là tham, thủ cũng là tham, làm sao mà ái duy thủ được tham duy cho tham. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong thắng pháp khi nói đến duyên sinh,
các ngài giải thích cái chỗ này. Khi mà tên trộm nó nghĩ đến cái nhà đó có cái món đồ có tiền bạc, thì nó mong muốn lấy được cái đó. Thì lúc đó ví dụ như là ái, khi nào mà đột vào vào nhà và nó lấy được cái vật đó thì gọi là thủ. Hai cái này thì nó cũng tương đương với nhau thôi, nhưng mà cái trước và cái sau, cái mạnh và cái yếu. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là dục thủ như vậy. Còn kiến thủ thì chúng ta cũng biết rồi. Con người một khi mà họ đã có cái quan điểm sai lầm, họ sẽ khó dứt bỏ được cái sai lầm đó. Dù cho nói như thế nào đi nữa thì họ cũng chấp thủ theo đó, không có bỏ được. Phật tử chúng ta nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nói là có chánh kiến. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, hồi xưa khi chúng ta chưa biết đạo đó thì chúng ta vẫn cống kiến lại lục, rồi đi coi bói, cúng sao hạng vân vân. Mà cho đến bây giờ, dù cho chúng ta có phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, nhưng mà kiến thủ đó chúng ta bỏ không được. Một khi chúng ta đã chấp thủ, bỏ không được. Cũng như giới cấm thủ vậy, bỏ không được. Nó cũng thuộc về tà kiến, tức là chúng ta chấp một cái phương pháp tu hành nào đó, như là tu theo hạnh uống nước dừa, hay là tu hạnh uống nước lạnh, tu hạnh tuyệt thực, vân vân. Chúng ta chắc có những người họ chấp thủ theo cái nghi thức đó, thì khuyên nhắc họ, họ không bỏ được. Và cái pháp thủ cuối cùng là ngã lượng thủ. Ở đây đó, chữ Atawada, Atawada, chữ Wada có nghĩa là một cái lý thuyết, một cái triết thuyết. Cho nên ở đây chúng tôi xài là ngã luận, ngã luận thủ. Còn nếu mà chúng ta nói ngã chấp thủ, xài nó quen rồi, nghe thuận miệng, nhưng mà thực ra thì chấp cũng như là thủ, thủ như là chấp. Cho nên cái đó chúng ta bỏ được, bỏ cái từ qua đá rồi. Cho nên chấp theo cái quan điểm hay cái luận thuyết về bản ngã, chấp tôi, chấp ta. Cái ngã luận thủ này nó cũng, cái sự chấp, chấp cứng này nó cũng khó bỏ lắm thưa quý vị. Ba vị đạo sĩ, mà đạo sĩ trưởng đạo thờ lửa là Unuwela Kasapa, chúng ta tự cho rằng mình là vị A-la-hán, Đức Phật ngài đi đến đó,
Ngài đã phải thực hiện 250 cái hình thức thần thông. Ngài ở trong, Ngài ở chung quanh đó khoảng thời gian cả tháng. Mà mỗi lần được chứng kiến cái quy lực thần thông của Đức Phật thì đạo sĩ này cũng nghĩ rằng vị đại sa môn này quá thật có thần lực, nhưng mà cũng chưa phải là a la hán như chúng ta, cứ chấp nhận. Đến cuối cùng thì chúng ta mới chịu bỏ đi cái ngã chấp đó và xin xuất gia của Đức Phật. Hai người em đã đi Kaspa và Gaya Kaspa cùng với 500 đồ đệ của anh mình đi xuất gia thành 1003 vị đạo sĩ thờ lửa. Khó lắm thưa quý vị, dục thủ một khi đã chấp rồi thì cũng khó bỏ. Tà kiến một khi đã chấp rồi thì cũng khó dứt bỏ được. Giới cấm một khi đã đeo bám rồi thì cũng khó bỏ được. Và cái quan điểm về bản ngã, tự ngã cũng không thể bỏ được. Chấp rồi không thể bỏ được. Bây giờ thì chúng ta hãy thống kê nó lại. Hôm nay chúng ta học về tứ lậu, tứ bộc, tứ phối, tứ phược, tứ thủ, gồm có 20 điều pháp. Mà 20 điều pháp đó thì chúng ta chỉ có 4 chi pháp thôi: tham, tâm, sở. Nó đóng cái vai trò dục lậu, hữu lậu, dục bộc, hữu bộc, dục phối, hữu phối, ai luyến thân phược, dục thủ. Như vậy là tham nó đóng 8 cái vai trò ở trong 20 cái điều pháp. Còn tâm sở sân thì trong 20 điều pháp này nó chỉ có một cái vai trò là sân quán thân phược thôi. Nó có một điều pháp. Còn si, tham sân si, si chỉ đóng 3 vai trò là vô minh lậu, vô minh bộc, vô minh phối. Còn tà kiến thì đóng 8 vai trò là kiến lậu, kiến bộc, kiến phối, giới cấm thân phược, thử thực chấp thân phược, giới cấm thủ, ngã đường thủ. Thì như vậy chúng ta 4 chi pháp mà 20 cái điều pháp mà chúng ta chỉ mới có học có 5 đề pháp trong 9 cái đề pháp của Thoát Ý Bất Thiện thôi. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về cái bài học hôm nay với ý nghĩa như vậy. Đúng ra thì chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa của Pháp Bất Thiện rồi, thì chúng ta học cũng dễ, cũng nhanh thôi quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta học quá ít cái đề pháp, cái điều pháp và chi pháp, cho nên chúng tôi phải phân tích nhiều nhiều ra, rộng ra chút xíu để cái thời gian trên 1 giờ đồng hồ
Và bây giờ thì phần thời gian còn lại xin thỉnh chư Tăng dưới sự điều hợp thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trên Thượng Tọa Thủy Sư. Bạch Thượng Tọa Thủy Sư, trước khi Thượng Tọa rời lớp học, bác thì xin thỉnh Thượng Tọa giải thích hai điểm thôi. Điểm đầu tiên đó, xin Thượng Tọa giải thích là có nhiều người quan niệm rằng ở trên đời này mình có nhiều cái không biết lắm. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất có nhiều khi Ngài nói những điều, hay là Đức Phật hỏi những điều Ngài Xá Lợi Phất không trả lời mà Ngài phải suy nghĩ, hay là Ngài nói những điều mà Đức Phật Ngài nói là không nên nói như vậy. Thì cái không biết á, không biết của một vị thánh như vậy đó, nó khác với một cái không biết của vô minh như thế nào? Xin Thượng Tọa hoan hỷ cho một chút giải thích về điểm này. Kính thưa Thượng Tọa. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Vô minh đó là cái trạng thái không có sáng suốt, bởi do si mê mù hắt, giống như là một người ở đi trong đêm tối vì không thấy đường cho nên họ đi lạc nẻo gì đó. Còn một người họ đi ở giữa ban ngày trời sáng, nhưng mà tại vì con đường đó họ không có từng đi qua cho nên họ cũng đi lạc. Người thấy được mà đi lạc là cái chuyện khác, còn thấy đường nhưng mà vì đó là cái chỗ mà họ không có quan tâm, không có biết, cho nên họ đi họ bị lạc. Thì cái trường hợp này, hai cái trạng thái đi lạc nó rất khác nhau, hai trạng thái không biết nó khác nhau. Ở trên đường chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng giác, tất cả chúng sanh dầu cho đến là bậc thượng thủ tinh văn, đại tinh văn, ở trong cái trình độ của các vị có những cái mà các vị không biết. Cái không biết đó không phải là do vô minh mà không biết, mà cái không biết đó là tại vì không có thuộc về trình độ của hàng thịnh văn, không thuộc trình độ của hàng thịnh văn. Một kỹ sư xây dựng ông ta không phải là dốt, không phải là một người thất học,
cái kỹ năng của ông ta, cái trình độ của ông ta là xây dựng kiến trúc. Cho nên khi mà hỏi qua cái vấn đề y học, cách thức trị bệnh và những cái tên thuốc để điều trị, ta không biết. Những điều mà nó không nằm ở trong Thinh Văn Phước, vị Thinh không có biết. Nhưng không phải là các vị đó vì vô minh, mà chỉ tại vì cái trình độ của các vị đó chỉ tới đó thôi, cao hơn nữa thì không biết. Chúng ta sẽ suy nghĩ qua nhiều cái thí dụ như vậy đó, thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là cái sự không biết của các bậc thánh và cái sự không biết của hàng phu do vô minh. Nó khác nhau. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thượng tọa Thượng Đẳng Vị Nêu Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng thượng tọa Thầy Sư. Bạch thượng tọa Thầy Sư, xin hỏi thượng tọa thêm một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa Thầy nghĩ. Có một điểm mà những người mới học thắng pháp á, hay cảm thấy hơi lạ, và ngay cả các vị sư mà không biết thắng pháp thì nghe nói các vị cũng không có đồng ý. Ví dụ như người ta nói là tà kiến, đó là si mê, và con người đó u mê, nó mới tin sai, tin quấy. Nhưng mà thắng pháp á, thì tà kiến không có trong tâm si, mà tà kiến nó luôn luôn đi với tâm tham. Có nhiều người họ nói rằng cái đó không có lý, tại vì tà kiến nó có tham, có sân nữa. Nhưng mà thì tôi hoan hỷ giải thích là tại sao ở đây trong thắng pháp thì tà kiến nó chỉ đi với tâm tham mà nó không đi với tâm si. Kính thỉnh thượng tọa. Trước khi trả lời câu hỏi của thượng tọa thì ở đây chúng tôi cũng gợi nhắc cho các Phật tử chúng ta phải chú ý một chỗ. Cái tâm si là khác mà căn si là khác. Tà kiến luôn luôn là nó đi với căn si, với căn tham. Bởi vì trong tâm tham, trong tâm sân, trong tâm si bao giờ cũng có căn si cả. Còn cái tâm si là cái tâm yếu nhất. Là tại sao? Vì cái tâm si và ghi tâm si phúc vật nó chỉ có một căn bất thiện là căn si thôi, nó ngoài ra nó không có căn nào hết. Còn tâm tham nó hai căn bất thiện là tham si, và căn sân nó có hai là căn sân si. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói đến tà kiến, người tà kiến là người si mê vô minh, đúng chứ không phải là sai. Tại sao vậy? Bởi vì hỏi tà kiến nó sanh ở đâu? Nó phối hợp với tâm tham. Mà trong tâm tham có si không? Có. Như vậy thì vô minh nó vẫn duyên cho tà kiến như thường. Bằng cách là câu sinh duyên, tương duyên, hỗ tương duyên. Chúng ta nói như vậy đó là chi pháp của thắng pháp nó mới rạch rồi được. Chứ chúng ta nghĩ rằng là tại sao tà kiến đi với tham mà không đi với si, nó đi với tâm tham không đi với tâm si, thì tất nhiên tà kiến đi với tâm si được. Nếu mà đi với tâm si vậy nó tương ưng với cái gì? Nó không có tương ưng với cái gì được.
Tà kiến là phải tương ưng với tham, tương ưng với căn tham và căn si. Tà kiến là phải tương ưng với hai căn đó, chứ không thể tà kiến mà nó đi, nó tương ưng với căn sân nữa. Căn sân không có. Bởi tại sao? Tâm sân tức là chối bỏ, chối bỏ hết. Bực bội, chối bỏ. Chứ bất thiên thọ tự siêu trong rung không còn nghe được nữa sinh, thì thọ hoan nghĩ thầm biết lại. Thứ vị, thiên thọ tự siêu đang gặp và chúng ta tiếp tục quý vị hoan nghĩ chờ đợi trong gì là. Có lẽ là ông già thấy thiên thọ tự siêu trả lời được, kính thỉnh thiên thọ tiếp tục. Chỉ vừa mới rất biết khoảng vài giây thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi, cái vấn đề là tại sao tà kiến nó tương ưng với mà nó không tương ưng với sân. Là như chúng tôi đã nói khi nãy mà rất mít ấy, là bởi vì cái đặc tính của là nó bám chấp theo một cái quan điểm, cái sự bám chấp đó nó có cái điểm đồng với cái tính chất của tâm tham, của tham lô pháp. Tham lô pháp thì nó không có bám chấp, nhưng mà dính mắc, nó dính mắc với đối tượng. Và nó có điểm tương đồng hơi giống giống nhau, vậy cho nên nó tương ưng nhau được. Còn sân là trạng thái quỷ dại, nó bực bội đó. Bình thường như một người bình thường ở tên ngày tốt xấu, nhưng mà đến khi họ giận quá mà nói đến cái chuyện mà ngày giờ tốt xấu không chấp nhận, cho nên cái tâm sân là nó không có tương đồng với tà kiến. Bởi vì hai cái thái cực đó, một cái là bị hút theo đối tượng, còn một cái thì nó tách khỏi đối tượng, tách khỏi quan điểm. Còn cái trường hợp mà có người họ nói rằng tà kiến không đi với si, là cái trường hợp đó họ hiểu nhầm. Tà kiến là phải đi với, luôn luôn phải đi với si, nhưng mà si ở đây là si căn, mù hạt mù lá, si căn, chớ tà kiến không thể nào tách rời khỏi si được. Bởi cho nên tà kiến là vô minh, nó là sự si mê, cái sự tối tâm, không có ý biết được cái chân lý, cho nên mới chấp sai tà kiến. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa quý vị. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thưa tọa thượng sư. Bây giờ để phỉnh sư mình đi nghỉ. Thưa quý vị, chúng tôi xin được
tiếp theo bài giảng của Thượng tọa Từ Siêu để nói thêm về những pháp mà chúng ta học ngày hôm nay. Ở trong xã hội Việt Nam sau năm 1975 thì ở trong chế độ cộng sản thì người ta hay nói đến một cái cụm từ mà trước 75 thì người ta cũng có đề cập đến nhưng mà ít có người nói lắm, nhưng mà sau 75 thì họ nói tới nhiều cái cụm từ đó rồi. Thì nghe thì thật ra nó có tính cách như là ngụy biện, nhưng mà nó lại rất là thích hợp để chúng ta dùng cái cụm từ đó ở đây để nói về chuyện này chúng ta đang nói thôi. Đó là họ nói về bản chất về hiện tượng. Hiện tượng là cái gì đó mà nó biểu tỏ ra bên ngoài mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết, nhưng mà hiện tượng nó không có cho chúng ta biết hết sự việc, mà chính cái sâu xa của vấn đề đó nó là cái bản chất. Và có nhiều khi người ta nói rằng mình nói việc gì đó thì phải hiểu đó là hiện tượng hay là bản chất. Lấy ví dụ như là cái hiện tượng suy thoái, hiện tượng hối lộ của một vài cá nhân thì nó có thể là do cái sự hủ hóa hay là suy đồi hay là thiếu kỷ luật của một cá nhân thôi, nhưng mà nếu mà nó là cả một cái hệ thống tham nhũng từ trên xuống dưới đó thì cái bản chất của cái xã hội đó là một cái cơ chế, và cơ chế đó đặc quyền đặc lợi cho một số cá nhân, và số cá nhân đó làm trời làm đất, muốn quyết định sao thì quyết định, không có ai kiểm chứng hết. Thì cả hiện tượng và bản chất đó, nó đều là hữu hóa, đều là hư hỏng hết. Và đôi khi người ta thường biện bạch cái đó là cái hiện tượng ở bên ngoài thôi, chứ bản chất thì nó không có xấu, nhưng do cái ở bên ngoài. Ở đây thì thưa quý vị, chúng tôi muốn dùng cái chữ hiện tượng và bản chất đó để nói về một ý nghĩa về cái điều pháp và chi pháp mà chúng ta phải để ý ở trong cái khi chúng ta học thắng pháp. Ví dụ như chúng ta học về thử thượng thân phật, hay là học về giới cấm thủ, học về kiến thủ, mấy cái đó là chúng ta đang học về hiện tượng. Nhưng về bản chất, tức là chúng ta nói về chi pháp, chi pháp đó là thuộc tính tà kiến hay là tâm sở tà kiến, cái đó là bản chất. Thì riêng ở trong phần tương tập này đó, là tất cả chúng ta đều nói về hiện tượng, và những hiện tượng này phải được hiểu là được đề cập một cách rộng rãi ở trong kinh tạng, luật tạng và trong thắng pháp tạng. Thí dụ như về tứ bọc, tứ thủ, thất tiềm nhiên vân vân, cái đó chúng ta gọi là hiện tượng. Nhưng mà đằng sau cái hiện tượng đó là những cái chi pháp này thường là những tâm sở hay là thuộc tính. Và tại sao, cho chúng ta hiểu tại sao chúng ta không chỉ học đơn lẻ về một cái tâm mà chúng ta phải có thuộc tính. Thí dụ hồi nãy nếu quý vị nghe cho kỹ từ siêu nói đó thì tà kiến đi ở trong tham, nhưng trong tâm tham thì có cả hai thuộc tính tham và thuộc tính si, mà tà kiến nó đi với cả hai thuộc tính đó. Thật ra nói rằng tà kiến á, mà nó không đi với si thì không đúng, nó có đi với thuộc tính si, nhưng mà tà kiến nó không nằm ở trong tâm si, tại vì tâm si khác và thuộc tính si khác, thuộc tính si có mặt trong tất cả tâm bất thiện, trong lúc đó tâm si đó thì nó chỉ có hai hiện tượng là dao động và ngờ vực. Thì tâm si hoài nghi và tâm si dao động đó, hai cái tâm si đó nó không có đủ cái sự quyết đoán, dùng quyết đoán sai lầm, thành ra do nó không đủ sự quyết đoán nên chi tà kiến thì nó không thể có ở trong tâm si. Tại tâm si là một cái trạng thái tâm bụi lực, là trạng thái tâm dao động, nó không có một cái quyết đoán như là tà kiến.
Dạ, tài kiến chỉ đi với tâm tham thôi. Tâm tham á, nó cái bản chất của tham, tâm tham á là nó đề ra một cái sự quyết đoán rất là chủ quan. Thành ra tài kiến luôn đi với tâm tham. Do vậy chúng ta học thắng pháp thì chúng ta mới hiểu tại sao mà nói về tâm không đủ, mà phải hiểu có thuộc tánh của tâm. Thuộc tánh của tâm ở đây chúng ta gọi là tâm sở đó, thì thuộc tánh. Và khi mà nói về cái bản chất thì thường thường chúng ta đề cập đến các cái chúng ta đề cập đến các cái tâm sở. Thì bây giờ thưa quý vị, lúc mà chúng ta học vào bài học này đó, thì bài đầu đó chúng ta nghe có vẻ như là thừa thải. Chúng tôi rất là sợ về điểm này, là ở trong cái giáo trình thượng tọa thượng siêu thường góp nhân giải nhân, tại vì thượng tọa nghĩ rằng những điều này nó giống nhau, thành ra không cần giảng rộng, thượng tọa giảng nhanh. Thí dụ như chúng ta nói về tứ lậu, rồi tứ mộc, chúng ta nói về tứ phối, tứ lậu tứ không có tứ gì đọc vào thì là dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu, rồi dục mộc hữu mộc kiến mộc vô minh mộc, rồi cái dục phối hữu phối kiến phối vô minh phối. Thì tại sao những cái này là cái chi pháp thì giống nhau, nhưng mà phải đề cập đến ba đề tài, và ba đề tài đó khi mà mình nói mang mang thì nghe nó cũng không có chuyện gì khác biệt nhau lắm. Ồ, ba đề tài đều nói về luân hồi hết. Thật ra phải như vậy. Ba đề tài này chúng ta nói về ba cái hiện tượng khác biệt, mặc dù trên phiên bản chất đó, bản chất ở đây là chi phối, là cái chi pháp đó, thì bản chất nó giống nhau, nhưng mà ba cái hiện tượng nó khác nhau. Cái hiện tượng đầu tiên đó là chúng ta nói về cái gọi là lậu asva. Lậu là cái gì? Lậu á là cái gì? Chữ lậu đúng cái nghĩa là chữ thấm hay len lỏi. Và một cái người mà đạt đến cái sự đoạn lậu á, thì giống như trong tiếng Anh mà chúng ta gọi là leak proof. Leak proof tức là không còn thấm, không còn chảy, không còn rỉ ra được, là leak proof. Thì cái lậu này nó có đặc biệt như vậy. Thưa quý vị hiểu là nhiều khi chúng ta có cái nhà lại để che mưa, nhưng mà Đức Phật nói cái nhà mình lợp không có khéo á, thì nước mưa nó sẽ thấm vào. Dạ, cái thấm vào lâu ngày á thì nó sẽ làm hư kèo, hư cột, hư la phong, hư ở trong cái nhà. Thì cái thấm đó nó gọi là lậu. Nói một cách khác á, thì chúng ta nên hiểu rằng chữ lậu là chỉ cho cái gì đó mà nó len lỏi, len lén đi vào trong cuộc sống, và đôi khi chúng ta không có ý thức nữa. Dạ, chúng ta hoàn toàn có ý thức nữa. Nó đến một cách chậm chậm, nó đến một cách dường như là chúng ta không hay biết. Khi mà chúng ta hay biết thì nó muộn rồi. Thành ra cái chữ lậu nó có nghĩa là bị rỉ ra. Chúng ta nghe cái thành ngữ gọi là thiên cơ bất khả lậu. Dạ, thiên cơ bất khả lậu tức là cái ý trời hay là thiên cơ đó, cái mấy cơ của trời đó không thể nào tiết lộ được. Chữ lậu ở đó nó là chữ tiết lộ, nhưng mà cái chữ lậu đó là từ ở trong ra bên ngoài, còn cái chữ lậu này chúng ta nó ngoài vô bên trong. Nhưng mà đại khái đó là những cái pháp này á, nó len lén đi vào cuộc đời chúng ta, nó len lén đi vào trong tất cả mọi hiện tượng, và tới khi chúng ta biết nó thì nó muộn rồi. Thì ở đây đó là một thứ hiện tượng đó gọi là asva, gọi là lậu. Rồi bây giờ chúng ta nói đến một cái hiện tượng khác đó, gọi là mộc, tứ mộc. Mộc ở đây đó là cái sự cuốn phăng, dạ, cuốn phăng mà chúng ta gọi là lũ lụt cuốn phăng. Cái sự cuốn phăng này đó nó giống như là được hiểu là một chiếc lá giữa dòng cuồng lưu. Chiếc lá của dưới dòng cuồng lưu đó là nó bị cuốn theo dòng chảy, và cái lực dòng chảy nó quá mạnh đó, do đó chúng ta không có cưỡng lại được. Dạ. Thì chiếc bọc lưu á chỉ cho một cái lực đẩy, mà cái lực đẩy đó nó cuốn phăng chúng ta đi, và chúng ta rất ít khả năng để chống chế lại nó. Dạ, chúng ta gọi là bọc lưu.
chúng ta nên hiểu hiểu rõ cái chữ bộc lưu nhiều ô khác. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là ở trong cuộc sống của nhân loại đó, thì con người hay đi theo những cái trào lưu. Trào lưu là cái chữ rất là tốt của xã hội. Trào lưu nó giống như một cái dòng thủy lưu hay một cái dòng nước cuồn cuộn, mà lúc đó là mỗi con người sùng bái một cá nhân đó, dù cá nhân đó là Pol Pot, cá nhân đó là Hitler, cá nhân đó Stalin, cá nhân là Mao Trạch Đông chẳng hạn. Nhưng mà lúc đó thì những con người trong đó họ sùng bái, họ đi theo cái mình tôn thờ lãnh tụ, thì tự nhiên là họ không phải một người mà nhiều người, cho đến khi mà họ tỉnh lại, wow, sao lúc đó lại điên cuồng như vậy. Chúng tôi có đọc một vài cái bài viết của những cái người mà họ đã từng có mặt ở trong cuộc cách mạng văn hóa ở tại Trung Quốc đó, thập niên 60 đó. Thì ở trong cuộc cách mạng văn hóa đó, Mao Trạch Đông và để cho Giang Thanh và những người khác đó, lập ra một cái phong trào gọi là vệ binh đỏ. Vệ binh đỏ là thật là những cái thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi, những người này họ rất là hăng hái, họ đi và họ tiêu diệt tất cả những gì mà nó không thuộc về chủ nghĩa cộng sản, ví dụ như là chùa, đình, lăng miếu, ví dụ những cái công trình văn hóa thời cổ, người ta đập một cái điên cuồng, và thời đó 50 triệu người chết trong cuộc cách mạng văn hóa đó. Và người ta cũng nói đến là không biết bao nhiêu là những cái công trình mà cổ đại, từ những cái bức tranh mà có giá trị, những pho tượng giá trị, những đền thờ, đền chùa giá trị, về đập đỏ. Người ta làm cái điên cuồng như vậy. Thế sau này nó qua cái trào lưu đó rồi đó, thì tự nhiên tỉnh lại. Và những người trẻ trong vệ binh đỏ đó, bây giờ đó, họ có thể đi ra ngoài làm ăn, họ thì cái này kia đó, họ nhớ lại những thời gian đó, thậm chí họ đi nước ngoài đó, thì họ nói thời đó nó giống như một cái cơn mê vậy đó. Người ta điên cuồng lên, người ta điên cuồng, họ chạy theo cái gì đó là bất kể. Nhưng trong sự điên cuồng mê hoặc đó, đó thì không có chống chế được. Yeah. Nó giống như một chiếc lá dưới dòng cuồng lưu, là nó cuốn phăng con người. Yeah. Nó cuốn có phăng con người đi về vô định. Thì cái sức cuốn đó, đó nó gọi là bọc. Yeah. Sức cuốn đó gọi là bọc. Và cái chữ mà tứ phối của Ngài Tự Sự Dịch đó, thì thật ra ở đây có nhiều cách dịch. Chữ phối ở đây giống như chúng ta nói hôn phối hay là phối ngủ, mà hai cái nó kết lại với nhau. Ngày xưa chúng tôi có ở Ngài Tự Sự đó, thì Ngài không dùng chữ phối, Ngài dùng chữ kết, kết cái này kết với cái kia. Nhưng mà chữ yoga ở đây đó, giống như chúng ta có chữ dốt. Dốt là cái ách. Vì nào mà ở miền quê rồi đó, thì vì đó biết là người ta cài bằng con bò hay con trâu đó, thì con bò con trâu giữa một con thì nó không đủ sức kéo cài, tại cái cài nó cài xuống đất nặng lắm, chứ thì bình thường thì nó kéo được, nhưng mà khi nó sắn cài xuống đất là họ dùng hai con bò hai con trâu. Và giữa hai con bò hai con trâu thì có một cái thanh gỗ là cái ách đó nó từ cái cổ con bò này qua cổ con bò kia, và ở giữa đó là cái cán cài, ở giữa đó là cái cài được gắn vào trong cái giữa. Và chúng tôi nói như vậy, nhưng mà khi nào quý vị tra trong Google tìm chữ ách, thì quý vị biết ách như thế nào. Cái tên đó là mang gông đội ách, tức là đời sau mà mình có mang nợ ai, mình phải mang gông đội ách, tức là mình làm thân trâu ngựa. Nhưng mà chữ ách đó, tức là cái gì nó nặng trĩu trên vai, mà chẳng những nặng trĩu trên vai mình đó, mà nó còn cột mình với người khác nữa, gọi là chữ ách. Thay vì chúng ta đi một mình không có bị ách thì chúng ta đi thông thả, đi khoan thai, đi nhẹ nhàng. Nhưng mà có cái ách thì chúng ta phải cột cái khác, chúng ta cảm thấy rất là nặng nề. Và cái ách là để chỉ cho cái gì đó mà nó cột vào con người mình và nó làm chúng ta nặng nề không đi tới. Thì thưa quý vị, cái ách nó cũng là một cái khái niệm về một cái hiện tượng trong cuộc đời, là tại sao chúng ta không tự tại, tại sao chúng ta không thông dung, và tại sao có những lúc ở trong cuộc sống của chúng ta mình cảm thấy mình có quá nhiều cái sự liên hệ mà nó cột chúng ta, nó làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề, cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, ước gì là mình rũ bỏ được tất cả
thì cái đó gọi là ách mà ngày thực sự ngày dịch là chữ phối. Dạ, chữ phối. Thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào ba điều này đó thì quý vị nó đều là hiện tượng. Dạ, những hiện tượng này. Hiện tượng này thường thường chúng ta chỉ nói một câu, nó có tất cả là nói chung chung cho nó, ồ phiền não hay là nghiệp của chúng ta đó là cái gì đó mà khiến cho bị thâm nhiễm cái gì đó mà khiến cho chúng ta bị cuốn phăng, cái gì đó mà khiến cho chúng ta bị gắn kết với một cái khác. Yeah. Nhưng mà Đức Phật này đặc biệt đề cập đến ba cái hiện tượng. Dạ. Cái hiện tượng thứ nhất như chúng ta nói là dục, hiện tượng thứ hai là hữu. Dạ. Rồi nếu quý vị đọc cho kỹ cái chi pháp đó, quý vị đọc kỹ chi pháp ở trong này đó, thì quý vị kiến vô minh thì bốn chi pháp này đó, hai chi pháp đầu nó có vẻ gần với nhau và hai chi pháp sau thì cũng có vẻ gần với nhau nhưng mà nó khác biệt rất lớn. Thật ra mà nói đó thì cái chữ hữu bọc á, ở đây chữ tội tự siêu có hai cái chú thích mà chúng tôi thì thường chỉ dùng cái chú thích thứ hai thôi. Dạ, thường tỏ, thí dụ như thường tỏ nói là tham muốn trong cõi sắc và cõi vô sắc gọi là hữu vọng, mà hoặc là tham muốn tái sanh trong ba cõi. Nhưng mà kỳ thật cái hữu vọng này đó tức là đối với cả ba cõi luôn. Dạ, chứ không phải chỉ sắc với vô sắc. Cái dục và cái hữu là như vậy thưa quý vị. Dục á là do mình ưa thích với một cái cảnh đẹp như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Ví dụ như là ngày nay người ta nói rằng hầu hết nhân loại đó bị một cái bệnh ghiền mà chúng ta ít có biết, gọi là ghiền ngọt, gọi là sugar addicted. À, chúng ta ghiền ngọt. Do chúng ta ghiền ngọt đó, và do vậy khi chúng ta ăn lạc, khi mình bị tiểu đường cứ ăn ngọt đó, thì mình phải lấy những cái đường mà gọi là sweetener, tức là cái mà làm cho ngọt, không có mang glucose xong đó. Thì cái mà gọi là thích thú, bị ghiền, bị dính mắc đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, bị ngon sụp lạc, cái đó gọi là dục. Nhưng mà hữu đó, hữu là gì? Hữu là cái gì đó là muốn có được trong tương lai, muốn là. Bây giờ cái đó mình thích thì mong muốn mai mốt mình sở hữu cái đó. Cái gì đó mình thích, mai muốn mình là cái đó. Và luôn luôn chúng ta có một cái dự phẩm là trong tương lai mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia. Ví dụ như có những người đi làm đầu tắt mặt tối mà họ chỉ mơ một hình ảnh thôi, là mình ráng đi làm 10 năm nữa thì mình sẽ là một người mà có nhà, có xe, không có nợ nần, mình thuộc giai cấp trung lưu, hay mình ráng mình đi học, mai mốt mình sẽ là bác sĩ, sẽ là kỹ sư, vân vân. Thì mình mong rằng mình sẽ là một cái gì đó, sẽ là ai đó, dù kiếp sau hay kiếp này, thì cái đó là một cái dự phỏng về tương lai. Dạ, mà cái dự phỏng đó nó trở thành một cái đích điểm mà chúng ta hướng đến trong cuộc sống. Cái đó chúng ta gọi là hữu. Dạ, hữu một luôn. Hữu thì có hai là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là cái ước vọng là chúng ta sẽ làm cái gì đó. Sanh hữu đó là chúng ta ước vọng chúng ta sẽ là ai đó. Dạ, mình muốn làm cái gì mình làm ai đó. Ví dụ như là mình muốn mình làm một thi sĩ, mình muốn mình làm thơ hay, mình muốn làm hay, cái đó gọi là nghiệp hữu. Nhưng mình muốn mình được trở thành một người mang tên là thi sĩ hay là một thi hào, thi bá vân vân, thì cái đó nó giống như một sanh thượng. Dạ, là chúng ta có một cái dự phỏng
một cái trù hoạch là mình sẽ trở thành một ai đó. Thì hai cái dục, cái dục lộ, dục phối hay dục bộc á, giống nhau. Nhưng mà nó giống nhau về bản chất, đó là tâm sở tham. Nhưng mà về cái hiện tượng á, thì hiện tượng khác á. Và một cái lộn đó là nó ngâm tẩm, nó thấm, nó len láng đi vào người của mình. Và điều đó đó, nó khiến cho chúng ta không có thể nào mà đạt được cái mức độ là cái tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn. Biết đâu ngồi thiền rồi thì biết. Chúng tôi nhớ ông Jack Canfield, ông viết trong cái quyển mà Searching for the Wisdom, ông có kể một câu chuyện. Chúng tôi nhớ hình như là ông cái bài viết này của Joseph Constant thì phải. Thì ông nói rằng ngày thường ở bên Mỹ thì không có thấy gì, nhưng mà tới chuyện qua Ấn Độ vào trong trường thiền của người Golka hành thiền thì lúc bây giờ là tiếng thèm một miếng bánh mì cát bơ nước, và đang là thiền như vậy mà tự nhiên cái thèm đó nó lại khởi sanh hồi nào, và nó tự nhiên nó có ý muốn là muốn trỗi dậy, là ước gì mà ngày mai người ta dọn điểm tâm ra và có miếng bánh mì cát bơ chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng cái mà nó len láng đi vào cuộc đời chúng ta đó, đôi khi chúng ta đỡ không nổi. Rất là khó đỡ. Rất là khó đỡ. Cái đó gọi là Asava. Asava ở trong cái tiếng Anh có đôi khi ta dịch là stain. Stain tức là một cái sự ô nhiễm. Và mà đúng ra cái chữ lọc ở đây chúng ta dịch cái chữ mà rõ nhất là chữ thấm nhiễm. Và thấm nhiễm, thấm nhiễm tức là cái gì đó mà nó chậm chậm len lén đi vào trong cuộc sống. Dạ, cái đó gọi là thấm nhiễm. Dạ, lậu là thấm nhiễm, thì đó là chữ tốt nhất thì chúng ta hiểu. Rồi chúng ta nói đến hữu, là trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn có một cái hình tượng, và một hình tượng hay nhiều hình tượng mà chúng ta muốn trở thành. Chúng ta là như vậy. Chúng ta sống để mai mốt chúng ta là một người nổi tiếng, mai mốt chúng ta là vị trụ trì, mai mốt chúng ta là thiền sư, mai mốt chúng ta là ông này, mai mốt chúng ta là bà kia, vân vân. Và điều đó đó mới nghe thì nó giống như là một chí hướng, nhưng mà kỳ thật nó chỉ là, nói một cách sâu xa, nó chỉ là một cái ảo tưởng về bản ngã. Và ảo tưởng bản ngã, chúng tôi nhớ có một vị hòa thượng cũng lớn tuổi lắm, hòa thượng nói với chúng tôi rằng có nhiều thầy còn trẻ thì mong là tới lúc có đủ tuổi để phong làm hòa thượng, nhưng tới khi làm hòa thượng rồi thì mình thấy rằng lại muốn làm thượng tọa hơn, tại vì làm hòa thượng là sắp lên bàn thờ rồi. Thì nó chỉ là ảo giác thôi, làm thượng tọa, làm hòa thượng, ông này bà kia cũng vậy. Là cái gì đi nữa thì chúng ta vẫn còn quanh quẩn ở trong cái ở trong sự kiện đó. Hồi còn trẻ mong muốn mình già, nên già mong muốn ước gì trẻ, trẻ thì nó khỏe, trẻ thì không mệt mỏi. Bây giờ lên là hòa thượng, có chức hòa thượng rồi nhưng mà mệt quá. Ở đâu nó cũng có cái phiền hà đó, tại vì cái hệ lụy thì tuổi nào nó cũng có cái hệ lụy phiền, thì tuổi nào nó cũng có cái phiền của nó thôi. Thì thứ vì những cái pháp đầu tiên mà chúng ta nghe về ba pháp đó là thấm nhiễm tức là lậu, cái sự cuốn phăng đó là bọc, và cái sự cột. Ở đây chúng ta nhớ là chữ phối không phải là cột nha, chữ phối là gắn kết, cái này gắn cái kia. Và gắn kia, ví dụ như hai con trâu nó có cái ách, nó gọi là ách. Cái chữ này hơi khó dịch một chút, tại vì cái cột là chữ phược, chữ phược là khác nữa, tứ phược là khác, phược là trói tay trói chân lại. Dạ, ví dụ như hồi xưa chúng ta nghe nói là Tôn Tẫn, hay là ngày xưa có cái bữa bối gọi là cổn chiên thằng. Cổn chiên thằng là cái dây quăng ra đó, nó cột của người giống như mình bị cột lại, mình không nhúc nhích được, cái đó gọi là phược. Còn cái phối ở đây là cái gắn kết giữa mình và người khác.
Và cái gắn kết đó nó làm cho chúng ta không thoải mái, làm chúng ta không tự tại, cho nên chúng ta phải phân biệt. Thì trong cái phước á, thứ vị lại không có đề cập đến vô minh, mà phước á lại đề cập nặng về tà kiến, thủ đề cập đến tà kiến. Trong lúc đó thì ba cái pháp đồ thì đặc biệt là có đối với vô minh lậu, vô minh bọc và vô minh phối. Thì trong cái phần này đó, chúng ta một lần nữa trở lại với tâm và thuộc tính của tâm. Và thuộc tính của tâm lúc chúng ta học về tâm sở hay là thuộc tính bất thiện đó, thì chúng ta chỉ học thuộc tính tà kiến thôi. Và như ở đây quý vị thấy rằng tà kiến nó thể hiện qua rất là nhiều cái hiện tượng, nó biểu hiện qua rất nhiều hiện tượng, như là khi chúng ta nói về tứ phược thì tà kiến thể hiện qua là giới chấp thân phược, hay là giới cấm thủ, rồi thứ thực thân phược, tức là cái sự cố chấp, và sự cố chấp cho rằng chỉ có cái này đúng, tất cả khác đều sai, chứ cái đầu óc nó không có mở, không có thoáng, nhìn chỉ có một sự kiện thôi. Và rồi ở trong cái tứ thủ thì có giới cấm thủ, còn cả lượng thủ thì cũng là tà kiến. Thì cái mà gọi là giới chấp thân phược, thử thực thân phược, giới cấm thủ, ngã lượng thủ đó, nó là bốn cái hiện tượng được đề cập ở đây. Nhưng bốn hiện tượng đó nó tự trung chỉ có một cái bản chất hay là một cái chi pháp. Chi pháp được gọi là chi pháp tà kiến. Và tất nhiên trong nhiều trường hợp khác thì chúng ta biết rằng cái tà kiến nó có nhiều cái dạng thức lắm. Chúng ta học ở trong kinh Tạng nói về thường kiến, nói về đoạn kiến. Chúng ta học trong kinh Tạng nói về 62 tà kiến, trong kinh Brahmacala chẳng hạn. Thì nói về hiện tượng thì vô số, nhưng cái bản chất hay là cái chi pháp của nó thì nó chỉ có cái thuộc cánh mình gọi là thuộc tà kiến. Chúng ta nhớ như vậy là ở trong cái tà kiến đó, nó không đơn thuần chỉ là không đúng, mà nó còn có một cái chữ mà chúng ta phải để vào trong đó là chữ chấp. Chữ chấp là bám víu cái không đúng đó. Dạ. Cái bám víu không đúng đó đó, nó tương tự như là một người mà ví dụ như sùng bái một lãnh tụ, dạ, sùng bái lãnh tụ thì cứ nghĩ rằng dạ, ông lãnh tụ đó là nhất, dạ, không có ai hết, dù ông chết mấy chục đời rồi thì nói rằng giống như không có ông lãnh tụ đó đó thì đất nước sẽ không tồn tại được. Nhưng mà thực tế không phải vậy. Có thể vị lãnh tụ đó đã gây rất nhiều đau thương cho đất nước, có vị lãnh tụ đó đã làm khổ đất nước rất nhiều, nhưng mà có cái gì hợp với ý mình để tìm chấp một cái đó. Thật ra trong cái tà kiến ấy, nó có một cái sự chấp thủ, và trong tà kiến chấp thủ, cái hiểu không đúng nó là một chuyện khác nha, nhưng mà cái cố chấp vào cái chuyện hiểu không đúng nó là một chuyện khác. Cái cố chấp đó nó là một cái verdict, nó là một cái sự phán quyết của cá nhân, và ở trong sự phán quyết đó nó còn có một cái sự gọi là bám víu, mà gọi là trời gầm không giả. Có nhiều khi mình có một cái quan điểm chấp kiến rồi thì không ai nói cho mình nghe được hết. Chúng tôi đã từng gặp có những người mà thứ vì họ tin vào phong thủy hay họ tin vào tử vi, nhiều lúc họ cứ tin là tuổi này không hợp tuổi kia, hay là đi cái ngày đó là ngày xấu, thì mình nói chuyện với mấy người nữa mình có cảm tưởng giống như là ngày đó cả thế giới này đều xấu, tại vì ngày đó là ngày tam nương, hay là chỉ có những nơi nào mà họ coi phong thủy thì nơi đó mới phát triển được, ví dụ Hồng Kông chẳng hạn. Nhưng mà ở trên thế giới có nhiều vùng đất khác, người ta xây cất, ta đố coi phong thủy đâu, người ta vẫn phát triển như thật. Ra nhiều khi nó đi đến cái chỗ mà chúng ta gọi là cái tâm không có thoáng. Dạ, cái tâm không thoáng, chúng ta rất cần phải để ý về điểm này. Thì nói chung thưa quý vị, trong cái phần tương tập này đó, thì chúng ta đề cập đến hiện tượng nhiều hơn. Hiện tượng là những cái chi, là những cái những pháp, như là pháp có tất cách là cảm nhiễm, hay là cột trói, hay là chấp thủ. Nhưng mà cái bản chất của nó đằng sau thì chưa phải ý là chi pháp. Có nhiều khi chúng ta đề cập đến 3-4 cái hiện tượng khác nhau, nhưng mà nó chỉ có một chi pháp là thuộc tánh tà kiến thôi. Thì
lẽ ra thì có thì giờ chúng tôi sẽ đi sâu vào bốn cái kiến chấp này, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử có điều kiện nên đọc thêm, nên đọc thêm về những cái chi pháp này. Tại vì mình đọc thoáng qua, mình nghe mình có vẻ giống như hiểu, nhưng mà kỳ thật ở trong đó nó có nhiều cái điểm mà chúng ta phải nghiền ngẫm nhiều lắm. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình Phật học cơ bản, và chúng tôi là vị đảm trách giảng cho chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Sư tu lên thầy, chúng con thành kính để và tri ân thần tòa chắc đặng. Sư tu lên thầy, con mới tham bên nhà thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Xin cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đồng hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, các chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kim chi phu sa la ka mang ka pa pa ge ri ya ma ma ka ye na va cha ma na sa di da se su ka tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu ya pa lang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su.